Vì sao Đoan Trang đoạt giải Martin Ennals? Ngày 19 tháng 1 năm 2021, nhà dân chửi Phạm Thị Đoan Trang đã được trao giải thưởng nhân quyền Martin Ennals năm 2022. Một bài viết trên RFA cho biết, ban giám khảo của giải thưởng này gồm 10 thành viên của các tổ chức nhân quyền phi chính phủ hàng đầu thế giới. Như vậy, lời nói của ban giám khảo giải Martin Ennals sẽ phản ánh cái nhìn của guồng máy hoạt động nhân quyền quốc tế về Đoan Trang nói riêng và về các nhà dân chửi Việt Nam nói chung. Hãy thử đọc nó. Nhận xét của ban tổ chức về Đoan Trang, như RFA tường thuật, có nội dung nguyên văn như sau. Thành tích của bà Phạm Thị Đoan Trang được nêu ra để vinh danh bà là nỗ lực bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Những nỗ lực này được ghi dấu qua khả năng thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với thành tích nhân quyền đáng quan ngại của chính phủ Hà Nội. Trên trang blog cá nhân của bà có những bản dịch tiếng Anh các bài viết của chính bà. Bà cũng từng ra nước ngoài cùng với những blogger và nhà hoạt động khác để kêu gọi chú ý đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Bà được nhận định là một trong những người bảo vệ nhân quyền bị truy bức có ảnh hưởng và đáng kính trọng nhất tại Việt Nam hiện nay. Bà còn được cho là một nguồn cảm hứng lớn và là nơi tư vấn cho xã hội dân sự và cho thế hệ kế tiếp những người bảo vệ nhân quyền. Trong những nhận xét mà ban giám khảo dành cho Đoan Trang, chỉ có gần 38% số chữ xoay quanh những cống hiến của Trang cho người Việt. 62% số chữ còn lại mô tả những đóng góp của Trang cho hệ thống báo cáo nhân quyền quốc tế. Cụ thể, Trang đã năng nổ thu hút sự quan tâm của quốc tế đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, dịch các bài viết của mình ra tiếng Anh và ra nước ngoài để vận động nhân quyền. Ban giám khảo trao giải cho Trang trước hết vì Trang nhiệt tình phục vụ họ, chứ không phải vì Trang có ý nghĩa đối với người Việt. Nhìn lại có thể thấy mọi nhà dân chửi có vị thế quan trọng trong giới đều là người nắm nhiều quan hệ với nước ngoài, như quan hệ với các sứ quán, các nhà tài trợ, các xưởng sản xuất báo cáo nhân quyền. Không có họ, nhiều nhà dân chửi ở tầm thấp hơn sẽ không có tiền, không được đào tạo, không có thẻ xanh đi tị nạn nước ngoài hoặc bị đi tù mà không ai biết. Quan hệ tốt với nước ngoài là lý do Đoan Trang có vị thế trong giới dân chửi, dù Trang hạ cấp trình độ nhận thức của Trần Huỳnh Duy Thức, chê bôi những lao làng Huệ Chi, Chu Hảo, Nguyên Ngọc, khinh bỉ những đồng bọn giỏi la hét, chửi bới làm xấu mặt phong trào như Nguyễn Lân Thắng, Bùi Hằng, Trần Thị Nga. Tiếc rằng vị thế này chỉ biến Trang thành món hàng trên thị trường buôn bán nhân quyền toàn cầu, như Trang từng thổ lộ trong một bức thư được đăng khi bị bắt, chứ không phải là quyền lực thật.